Tiếp theo đến một chuyện thứ ba, tà đạo. Thời nhà Đức Phật Pháp thấy cuộc đô hộ Việt Nam bắt đầu suy yếu nên muốn dời Đức Thầy sang Lào, nhưng chưa kịp xuống tay thì đến mùng 2 rạng mùng 3 tháng 9 năm Nhâm Ngọ 1942, viên đội Kimura dùng xe hơi rước Đức Thầy về Sài Gòn ở tại phòng thương mại sau đổ qua căn nhà số 150 đường Lơ Phèo. Lúc đầu Đức Thầy ở tại đây thì tại các tỉnh bọn mật thám tình nghi bắt bớ tín đồ, vì vậy Đức Thầy cho những người tín đồ nào bị Pháp theo dõi đến ở với Ngài. Anh em tín hữu lên Sài Gòn rất đông, sự ăn uống hàng ngày phải nhờ đồng đạo các tỉnh vận động tiếp tế. Bọn mật thám lại theo dõi bắt bớ và truy nã những nhân viên vận động tiếp tế. Thấy tình cảnh khó khăn, Đức Thầy cấm không cho tiếp tế nữa. Nhưng có một nữ tín đồ ở Cần Thơ không hay định cấm, cô chở một ghe thực phẩm lên Sài Gòn. Ông Năm Lửa đem việc này trình với Đức Thầy. Đức Thầy vỡ: tôi đã cấm, nếu còn tiếp tế bọn mật thám chẳng những theo dõi biết căn cứ của mình mà chúng còn làm hại đến những người tiếp tế ấy nữa. Ông Năm Lửa bèn cho ông chủ cưu hay để nói vô tiếp. Độ nửa giờ sau, ông chủ đến thưa với Đức Thầy: có một nữ tín đồ ở Cần Thơ chở ghe thực phẩm lên tiếp tế. Lúc này con biết Đức Thầy đã cấm, nhưng thưa Thầy, nếu Đức Thầy không nhận thì người ta phải trở về, thật cũng khó cho họ lắm. Đức Thầy nói: thôi, Thầy chấp nhận ghe tiếp tế này, nhưng về sau các ông phải thông báo cho các tỉnh hay không nên tiếp tế nữa, nếu còn sẽ có hại chung. Được sự chấp nhận của Thầy, anh em tín hữu khuân vác các vật tiếp tế lên, trong một giờ thì xong. Sáng ra Đức Thầy kêu cô nữ tín đồ lên dặn bảo. Lúc đó ông Lê Văn Phán đứng nép bên cánh cửa để ý coi Đức Thầy dạy cô ấy ra sao. Đức Thầy nói: cô chở ghe tiếp tế từ tỉnh đến đây đã lỡ rồi, Thầy nhận cho. Từ đây chừng nào có lệnh mới được tiếp tế. Thầy nói cho cô biết, Thầy ở đây, cô biết đến viếng thăm. Sau này có một thời Thầy vắng mặt, có nhiều tà đạo ra đời, bọn chúng lộng hành cám dỗ những người nhẹ dạ non lọc. Viết theo lời ông Lê Văn Phán: phụ bàn, chư tổ chư sư cho đến Đức Phật lúc tại thế đều lo lắng cho đệ tử, thậm chí các ngài sắp nhập niết bàn cũng để lại lời di chúc cho đệ tử lấy đó làm định hướng trên đường hành đạo, tránh những nguy nan. Đến khi Đức Thầy ra đời mở đạo, lúc nào ngài cũng hỗ trợ tất cả tín đồ. Như trường hợp nhà Đức Phật Pháp tình nghi bắt bớ anh em tín đồ ở các tỉnh, Đức Thầy luôn luôn bảo trợ họ bằng cách cho tín đồ ở ngủ với ngài. Ngài hết sức lo lắng, khuyên cô nữ tín đồ ở Cần Thơ không nên vận động tiếp tế nữa. Đức Thầy cho biết, nếu còn tiếp tế thì bọn mật thám theo dõi bắt bớ, có hại cho những người cùng ở với Đức Thầy và các nhân viên cổ động tiếp tế. Chẳng những vậy, ngài còn để lời dặn dò người nữ tín đồ. Sau này có một thời gian ngài vắng mặt, có nhiều tà đạo lộng hành cám dỗ những người nhẹ dạ non lòng phải xa vào cạm bẫy của chúng. Điều này đã có lời Đức Thầy viết lên trên giấy. Các đạo tà lè mắt chúng mong sanh
nhận thấy Đức Thầy lúc nào cũng hộ trì chúng ta bằng cách này hay bằng cách khác. Trên bước đường hành đạo, nếu chúng ta thật lòng tin tưởng thì chắc chắn Ngài sẽ chứng giám như lời Ngài đã cho biết. Tuy là hữu ảnh vô hình, chớ dân lòng tưởng sân trình đáo lai. Thật vậy, nếu là tín đồ thì phải có đức tin vững chắc mới khỏi đặt vào tà sư ngoại thuyết, đồng thời phải dâng lời tôn sư chỉ dạy, có thế mới tiến triển trên đường hành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.